Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu giai đoạn 2020-2025 đạt đô thị loại 1 là đô thị du lịch thông minh hiện đại, thành phố Lào Cai đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đảm bảo các điều kiện nâng cấp xã Vạn Hòa lên thành phường vào đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Và để đạt được mục tiêu này, ngoài sự quan tâm đầu tư của thành phố, thì xã Vạn Hòa cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng các công trình trên địa bàn. Hiện nay, xã Vạn Hòa như một công trường lớn với rất nhiều công trình xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị. Đặc biệt là các công trình xây dựng nhà ở của người dân đang được triển khai khá sôi động. Do vậy mà công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng cũng như quản lý đất đai luôn được xã Vạn Hòa tăng cường chỉ đạo thực hiện. Hầu hết các công trình xây dựng đô thị cũng như nhà ở dân cư trên địa bàn xã đều được quản lý một cách chặt chẽ, hạn chế thấp nhất tình trạng xây dựng không phép, xây dựng sai thiết kế, sai chỉ giới. Nhờ đó, trên địa bàn xã Vạn Hòa đã và đang hình thành được những dãy nhà tuyến phố được xây dựng có kiến trúc hài hòa phù hợp. Chúng tôi đã đến từng hộ dân và yêu cầu cán bộ quản lý đô thị của xã phối hợp với lại cán bộ chuyên quản của thành phố thì đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cái việc làm thủ tục cấp phép để đảm bảo. Trước khi làm nhà thì các hộ dân đại đa số đều có phép. Nên trong quá trình mà quản lý cấp phép thì đối với chỉ giới xây dựng và phòng xây dựng thì đối với cán bộ quản lý đô thị của xã phối hợp với lại cán bộ chuyên quản của phòng quản lý đô thị thành phố cũng như là đội kiểm tra trật tự đô thị thành phố thì hướng dẫn nhân dân làm rất tốt, đảm bảo các cái chỉ giới đường đỏ cũng như là trong quá trình giao đất cho nhân dân làm nhà và đo cái khoảng lùi 5,5 m theo đảm bảo theo đúng quy hoạch. Những buổi kiểm tra thực tế như thế này của chị Bùi Thị Hồng Nhung, cán bộ địa chính xây dựng xã Vạn Hòa đã giúp cho công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn luôn được chấp hành thực hiện tốt. Qua công tác kiểm tra, những nhà dân xây dựng chưa đúng với thiết kế, chỉ giới xây dựng đều được hướng dẫn xử lý kịp thời. Trước khi nhân dân xây dựng thì chúng tôi cũng triển khai giao đất cho nhân dân và sau đó là hướng dẫn về mặt đo chỉ giới xây dựng, phổ biến về chiều cao, cốt nền và cái khoảng lùi xây dựng đối với các công trình nhà ở riêng lẻ tại các khu quy hoạch đô thị. Khi triển khai các công trình trên địa bàn, xã Vạn Hòa có hàng trăm hộ dân phải di rời đến nơi ở tái định cư. Đáp ứng về đất ở cho các hộ dân tái định cư, xã đã được quy hoạch đầu tư xây dựng 2 khu tái định cư. Đến nay, về cơ bản, công tác quy hoạch xây dựng công trình cơ sở hạ tầng của những khu tái định cư này đã được hoàn thành. Nhiều hộ dân đã và đang xây dựng nhà ở để ổn định cuộc sống sinh hoạt. Trong quá trình thực hiện, những vấn đề liên quan đến thủ tục xin cấp phép xây dựng đều đã được xã phối hợp với các phòng ban chuyên môn của thành phố hướng dẫn nhân dân thực hiện đầy đủ nhanh chóng. Chấp hành cái chủ trương của Đảng, Nhà nước quy hoạch đến thì chúng tôi là những người rất nhanh chóng và khẩn trương để chuyển lên đây làm nhà, làm cửa để ở, để giả cái mặt bằng cho đơn vị thi công. Thì trong quá trình ngay từ bước đầu lên thì cán bộ địa chính cũng rất là nhiệt tình, dẫn dắt, cắm chỉ, mốc giới cho nên là chúng tôi xây dựng. Có thể nói là đến giờ phút này thì bà con chúng tôi chấp hành 100%, không có vấn đề gì, thật là tốt. Mặc dù Vạn Hòa đang là xã có tốc độ đô thị hóa cao, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương nên công tác quản lý quy hoạch xây dựng đảm bảo trật tự đô thị đã được xã triển khai thực hiện tốt. Đây chính là cơ sở để Vạn Hòa đáp ứng tốt các tiêu chí, đảm bảo lên phường trong thời gian sớm nhất, đồng thời đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.